Chào anh em nhé, rất vui lại được gặp lại anh em. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu một cái sản phẩm, con này cũng là dòng hybrid. Thì dòng này cũng là một dòng 3 chức năng nha anh em nhé. Nó y như là cái dòng xưa, cái mã sản phẩm nó cũng giống như con BF3K24V. Bản này thì nó cũng thuộc dòng bản thiếu. Thì bây giờ em quay qua cái bên bề ngoài cho anh em coi này. Đây là mặt trước giao diện của nó nhé. Các nút bấm này cũng là các nút bấm cơ nha anh em nhé. Đấy, cũng là nút bấm cơ thôi. Thì nó cũng là bốn nút y như dòng của thằng Xua. Và đây là phía dưới để anh em kết nối này. Ở dòng này thì nó cũng ghi rất rõ ràng cho anh em nhé, để cho anh em đỡ bị nhầm lẫn. Nếu anh em nào mà có xài cả điện lưới á, thì luôn luôn phải lưu ý cái đường cổng ra và đường cổng vào nhé. AC này. Đây là AC input, đây là điện lưới vào đây. Cái ký hiệu của tiếp đất này thì anh em nên tiếp đất nhé. Tất cả những cái dòng máy thì anh em nên tiếp đất để đảm bảo cho con máy cũng như là đảm bảo cho mình sử dụng nhé. Tiếp đất còn hai cổng này á, thì là L là dây lửa này. Đấy, còn N là dây nguội, điện lưới của mình sẽ vào cả hai cổng này. Và AC out đây á, là điện 220 gia tải cho mình dùng nhé. Thì nếu như anh em mà dùng có dùng điện lưới vào con máy này thì anh em cũng phải đấu đúng cái đường này ra vào cái đường như cầu giao nhà mình, để những cái hệ thống điện dây lửa này này, để cái đường dây lửa này nó sẽ chạy qua những cái công tắc bóng đèn hay là quạt, để cho khi mình tắt đi thì nó sẽ đảm bảo cho các thiết bị và nó cũng đỡ tốn điện nha anh em nhé. Và nếu như anh em mà không dùng điện lưới thì cái cổng này đấu sao cũng được nha. Thì ở đây nó cũng có một cái tiếp đất cho máy này. Thì anh em tiếp một cái này thôi cũng được nha anh em nhé. Còn nếu mà tiếp được hai cái thì càng tốt. Và đây là một cái automat bảo vệ điện áp đầu vào này. Thì phía bên này á thì nó cũng sẽ còn hai cổng kết nối nha anh em. Một cổng kết nối bình này. Thì đây nó làm cho anh em rất chi là rõ ràng nha, để cho anh em đỡ bị nhầm lẫn này. Dương thì sẽ có màu đỏ này và âm này. Đấy là trừ này. Đấy, nó ký hiệu rất rõ ràng và đây là bình. Còn đây là bên pin năng lượng mặt trời vào, PV in. Đấy thì anh em cũng kết nối là đúng âm dương nha. Và cái này thì nó làm thì như thế này thì nhìn rất chi là thẩm mỹ và đẹp nha anh em nhé. Còn phía bên này thì không có gì đâu. Em quay qua cho anh em coi này. Đấy. Phía trên này. Và đằng sau này. Và em cũng lướt qua cái thông số cho anh em này. Về phía mặt của bên thông số này á, thì nó sẽ có một cái công tắc để tắt bật inverter nằm phía trên này nha anh em nhé. Đây, nằm phía này. Và phía dưới thì em cũng lướt qua mấy cái thông số cho anh em nhé. Thì model máy này. Model máy thì HPS 3K24V. con này thì 3000 VA. Thì công suất thực của nó là 2400W. Đấy, nó cũng y như cái dòng xưa nhé. Cái dòng bản thiếu. Thì bản này nó là bản thiếu. Và cũng có sạc lưới nha anh em nhé. Sạc lưới con này thì nó sẽ nằm vào là 20 và 30A. Con này thì với công nghệ nạp của bên năng lượng mặt trời á là BWM, và âm bê nạp của nó thì nó sẽ được tối đa là 50A nha anh em nhé. 50A. Thì nhân với hệ 24V á, của bình á, thì nó cũng được cỡ 1.200, 1.300. Thì anh em kết nối từ 1.800 quay đầu thì chạy con này vô tư nha anh em nhé. Có rất nhiều anh em thì cũng kết nối cỡ 2.000, hơn 2.000 mà bảo chạy bình thường, thì thật sự là nó vẫn chạy bình thường nhưng mà về tuổi thọ nó sẽ không được cao nhé. Thì anh em nên kết nối đúng, đủ công suất cho nó để cho nó hoạt động cho ổn định và bền máy nha anh em nhé. Và con này thì nó sẽ thích hợp cho anh em giáp từ tấm pin từ 300 quay đầu thì đẹp nhất. Những cái tấm pin lớn thì nó vẫn chạy được, nhưng mà nó sẽ không hiệu quả. Và theo nghĩ là nó sẽ không cũng không đảm bảo cho pin đâu. Nếu như anh em ghép những cái tấm pin lớn nhé. Tại vì á cái dòng BWM này có một cái nhược điểm là khi mà tấm pin năng lượng mặt trời vôn cao mấy thì cao,
Nhưng khi vào cái con máy này nó sẽ ép vôn xuống gần bằng vôn bình nhá. Nó sẽ hạ xuống gần bằng vôn bình luôn. Nên là cái hiệu suất của nó thì nó sẽ không cao như dòng MBBT. Nên anh em mà muốn để chạy mà nó không bị nóng và cũng như là đảm bảo cho pin cũng như là inverter thì anh em nên ráp những cái tấm pin từ 300 quay đầu. Đấy, anh em ráp bao nhiêu tấm thì anh em đấu song song nhé. Đấu song song nha anh em nhé. Và điện áp hở của con này thì nó chạy là tối đa là lên 80V. Và điện áp làm việc của nó thì dao động có từ 40V đến 45V quay đầu anh em nhé. Nên là những cái tấm pin từ 450 đến 500 thì vẫn chạy được. Nhưng mà khuyến khích anh em nên ráp từ tấm pin 300 quay đầu để chạy ổn định và hiệu suất chuyển đổi của nó sẽ cao hơn rất chi là nhiều so với những tấm pin lớn nha anh em nhé. Thì đây em có đấu con máy vào và hướng dẫn qua cho anh em cách cài đặt con này nhé. Không là lúc mà gửi hàng đi và cũng có rất nhiều anh em là cũng hỏi là cách cài đặt con này như thế nào. Thì em cũng đấu vào để em hướng dẫn cài đặt cho anh em luôn. Con này á, cái nắp của nó thì nó sẽ che như thế này nha anh em nhé. Nó sẽ như thế này, thì ở phía bên này này, phía bên này có một con vít và phía bên này có một con vít, thì anh em tháo ra như thế này. Đấy, thì nó sẽ ra những cái điểm để cho anh em kết nối. Như lúc nãy em đã nói, đấy, phía bên này là phía AC này, đây là bình và đây là BV. Anh em lưu ý là nên kết nối đúng âm dương nhé, để đảm bảo không hư hỏng đến con máy nhé anh em nhé. Và cái dây tải từ cái bình, từ bình lên con inverter thì anh em lưu ý là luôn luôn phải đấu dây lớn, dây DC chịu tải lớn đủ công suất của kích. Nhất là anh em chạy công suất lớn mà anh em đấu những cái dây nhỏ thì kích sẽ hoạt động điện áp chập chờn và dẫn đến sốc điện áp và hay bị hư hỏng kích nhé. Anh em lưu ý là cái dây mà từ bình lên con máy này là anh em dùng công suất lớn, vậy dây phải cực kỳ lớn và đấu nối phải chặt và không lỏng lẻo nha anh em nhé, không nó sẽ gây ra sự cháy nổ hoặc là hư hỏng đến con máy. Thì em chỉ lưu ý cái này thôi, còn bên BV thì anh em nên mua những cái dây DC bên năng lượng mặt trời để anh em sử dụng nhé. Và khi anh em bật công tắc lên này, bật công tắc máy lên thì dĩ nhiên đèn nó sẽ sáng và hai cái quạt DC này nó sẽ quay với một cái tốc độ rất chi là lớn. Nó theo em cảm nhận á thì nó sẽ lớn hơn xưa một chút, nó lớn hơn xưa một chút. Và anh em nên lưu ý là nó chạy một lúc là hai cái quạt này nó sẽ tắt, và khi nào á con máy này nó hoạt động một thời gian hoặc là anh em sử dụng công suất lớn thì cái cảm biến nhiệt nó sẽ cảm biến được là con máy đang nóng, thì nó sẽ đóng cho hai cái quạt này thổi để làm mát cho con máy nha anh em nhé. Còn bình thường nó sẽ không chạy nha anh em. Còn về phần cài đặt á thì nó cũng y như con Sure thôi, nhưng mà tiện thể một cái máy mới thì em cũng cài đặt qua cho anh em. Nào muốn cài đặt thì về tự cài đặt nhé. Thì khi đó anh em giữ nút Enter này, Enter giữ nguyên như thế này, và đến khi nào nó nổi lên cái này thì anh em mở ra nhé. Và anh em bấm xuống này, thì mục số 01 này á thì nó sẽ cho anh em chọn những cái chế độ ưu tiên là mình dùng nguồn nào. Ví dụ như nguồn này, ở chế độ này á thì là sử dụng ưu tiên nguồn lưới, chế độ này là sử dụng ưu tiên năng lượng mặt trời, rồi đến lưới, rồi với đến bình nha. Bình thì nó cũng, nếu anh em sử dụng chế độ này thì nó sẽ có sự bù đi bù lại và nó sẽ lấy bình không được hết nha anh em nhé. Bình nó sẽ được để lại ưu tiên rất chi là nhiều để dành lúc mất điện nhé. Còn nếu như anh em mà muốn sử dụng triệt để của bình á thì anh em sử dụng ở cái mục này là SBU, thì cái mục này là ưu tiên năng lượng mặt trời đến bình rồi mới đến lưới nha anh em nhé. Và là khi như thế này thì anh em bấm Enter này thì nó sẽ ưu tiên mục này. Rồi anh em xuống tiếp, cái này là dòng sạc bên BV thì tối đa con này là 50A. Thì anh em muốn để 50A thì mình cứ để 50A nhé. Cái này nó cũng kiểu như nó làm thêm một cái xoa nhiều hơn để cho một cái phiên bản khác, phiên bản có thể nâng cấp đấy. Nhưng mà con này dòng nạp của nó chỉ tối đa là 50A thôi anh em nhé. Thì anh em cứ để mức tối đa như thế này 80A cũng được nha. Sau anh em bấm Enter này, rồi anh em bấm xuống tiếp. Ở này là mấy cái chế độ là ưu tiên thôi, ưu tiên mới bảo vệ thôi. Anh em mục 3, mục 4 để nguyên. Còn mục số 5 này á thì là anh em chọn chế độ sạc cho bình. Anh em dùng bình viễn thông thì anh em dùng chế độ AGM. Anh em chế độ dùng bình nước thì anh dùng FLD.
Còn anh em mà dùng các loại pin level 4 hoặc là pin lithium á, thì anh em dùng chế độ này. Đấy, thì đây em để chế độ bình viễn thông nhé. Rồi, mục 6 cũng để nguyên, mục 7 để nguyên luôn. Mục 9 là tần số để nguyên. Đây là dòng sạc của điện lưới. Thì anh em muốn sạc mắc là 30A để 30A, còn không thì anh em để 20A nha. Đó là sạc lưới. Mục 12 đây á, là mục là bình yếu, coi là sử dụng hết bình để nó chuyển sang lưới. Thì theo em á, khuyên thì anh em nên để 23V nhé. 23V thì mỗi bình nó nằm ở tầm 11V5 thì đảm bảo cho bình dùng rất là bền. Anh em mà dùng bình viễn thông cũng như nói chung là tất cả những loại bình thì nên để 23V theo mặc định của nhà sản xuất. Thì anh em để 23, còn anh em nào mà muốn mà mình có thể là để bình phòng lúc mất điện á, không muốn dùng kiệt á, thì anh em để có thể 23.5 hoặc là 24V. Còn đây là ngưỡng bình đầy nhé. Bình đầy thì anh em có thể để 28V đến 28,5 V. Đó. Tầm này là đẹp nha anh em nhé. Đó là mục 13. Đấy, còn mục 16 này là chọn các chế độ sạc. Đấy, như là chế độ sạc lưới. Lưới với là năng lượng mặt trời. Đấy, chế độ lưới với năng lượng mặt trời đấy. Còn cái này là năng lượng mặt trời không, thì anh em để chọn chế độ này để sạc năng lượng mặt trời không nhé. Đấy, cái này là tắt tiếng kêu này. Còn cái này là tắt màn hình này. Anh em muốn để màn hình sáng 30 giây thì anh em vào cái mục 20 này để tắt đi nhé. Đấy, như vậy thôi. Như vậy là xong. Còn mấy mục kia thì anh em không cần quan tâm nhé. Đấy, giao diện của con kích này nó y như con Sure rồi, không có khác cái gì đâu anh em. Thì hôm nay em mới có cái mẫu mới này, thì em cũng lên kênh giới thiệu qua cho anh em. Thì anh em nào mà muốn sử dụng những cái dòng sản phẩm này á, thì liên hệ với em Zalo hoặc số điện thoại là 0982 584027 hoặc là 0964 187919. Hai số đấy đều gọi điện hoặc là Zalo được nha anh em nhé. Những cái sản phẩm này thì anh em nào mà muốn sử dụng về năng lượng mặt trời để chuyển đổi tốt hơn thì nên mua những cái dòng MPPT hoặc là những cái dòng áp cao, thì dùng nó sẽ ổn định hơn và bền hơn rất là nhiều so với những cái dòng áp thấp này nha anh em nhé. Thì cả dòng này cũng là dòng Sure cũng vậy luôn. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Xin chào anh em và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp nhé.